một nền nông nghiệp mà cái đầu vào của nó có nhiều vấn đề bất cập, phân bón, thuốc trừ sâu, giống, vân vân, chúng ta chưa quản lý tốt. Tôi nhiều đêm cũng trăn trở gọi điện Danh Cường nữa, đem gà gái nó mình xem lên bản tin, nói chuyện này chuyện khác về đầu vào nông nghiệp. Mà bản chất của vấn đề là gì? Bản chất phải là nâng cao đời sống của người nông dân, chứ không phải chỉ có mấy công trình hạ tầng. Tôi xuống một tỉnh tôi hỏi, anh làm nông thôn mới gì nữa, anh mà cho tôi 200 tỷ tôi làm được ngay. Cái đó là cái sự nhầm lẫn đáng tiếc trong bản chất nông thôn mới làm gì. Cho nên chúng tôi muốn nói, làm cái gì cũng phải nghĩ đến dân, nhất là dân nghèo ở nông thôn chúng ta. Một bộ phận gọi là cái lõi cái nghèo là miền núi dân tộc là nông thôn. Không chỉ tính cái này. Đấy các ông chí, người ta rất là thích xem chương trình Lục Lạc Vàng, các ông chí thiết thực đó. Một cặp bò, một con bò sinh ra là sau đó giảm nghèo thôi. Có phải như mình thiết thực đó không? Các ông chí đề xuất thêm đi.